là một người yêu em, mình làm từng người chăm lo cho em, mà anh không thể làm được yêu ấy. Anh đành trốn giấu tất cả yêu thương về em, bao nỗi đau và không nhắc tên em mỗi khi. Xin chào tất cả các bạn sĩ tử 2K4. Chị biết là tất cả mọi người đã chuẩn bị thật kỹ càng cho kỳ thi ngày mai đúng không nào? Hôm nay hãy ngủ một giấc thật sâu, lấy tinh thần. Và chị chúc cho tất cả các bạn ngày mai sẽ thật là tự tin nè, bình tĩnh nè, và làm được tất cả các câu trong đề thi nhé. Hãy kết quả thật cao nha. Bye.